mình ghé qua nhà của một người bạn để rửa mặt, đánh răng, súc miệng cho nó tỉnh tư tỉnh xíu, rồi ra ngoài quán cà phê làm một video nói về sự phát triển của một số bất động sản ở Việt Nam nha, đồng bằng thành phố Hồ Chí Minh, để có thể hiểu khái niệm cuộc sống của người ở vùng biển như thế nào. À, có một cái điều khá là hay là mình sẽ được trải nghiệm để chạy chiếc xe VinFast lớp SA Turbo. Nó xin nói lại lần nữa là đã disclaim trong rất nhiều những video trong tiếng Việt Nam này là không sponsor, không đội vốn và không chính trị. Tuy nhiên mình rất là tò mò, tại vì ở Mỹ cũng có xe VinFast để chạy, cho nên là được biết thì bạn mình có xe VinFast thì hôm nay mình ở đây để mình chạy thử thôi, coi có như lời đồn lái giống như nhà rất nhiều hay không. Phải xóa lại vậy. Ôi, hệ định. Em nhớ lơ cái bản số cho anh nha. Cái trình độ là quá sống không 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 có yếu đâu mà ra đi không là nó phải đi đắp anh em. Hơi bước chân các bạn lão ra cái làm máy sơn nó rồ dữ ta game mà cái này là mới có được không? Anh mở có được nghe mở mấy cái đồ sau không? Ồ, đâu đây cũng rộng rãi quá hả? Ừ. Đây là reality show mà. Các bạn, đây là xe thiết kế. À, theo như mình được biết thì là VinFast mua lại số công nghệ của BMW Series 5 trong những năm đời cũ trước là 2010-2011 thì phải. Nếu mà sai thì mình chỉnh cho mình. Mình thấy là xe được thiết kế khá là giống xe Đức. Tại vì xe Nhật á, là cái nút bấm start ở đây nè, trên hồi ở đây. Đóng, 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 mở cửa ra đóng lại giùm. Cái này là channel nhà cửa Mỹ mà sao nó thành review xe luôn. Việt Nam này là special mà. Yeah. Việt Nam xe này rất là đang special. Chuyến đi Việt Nam là special luôn. Cho nên là mình muốn được trải nghiệm bản thân mình. Đúng không? Lâu đó nhìn. Khá là giống bây giờ mình để lát lên. Hãy lên cái gì sao? Còn anh đang có chiếc Tesla không? Đâu? Mà sao nó... Hả? Anh đang chạy Tesla đúng không? Mình không thích chạy Tesla, mình chạy Prius. Sorry. Hả? Thắng khá là ít nha. Mình không chạy Tesla. Thắng rất là ăn. Tại vì Tesla nó phiền lắm. Tại nó hết pin rồi. Tánh mình không phải là cái tánh mà nhớ về chạc pin đàng hoàng. Ủa này, nếu mà tao bị công an nó thổi vô thì bằng lái của tao đâu được không? Tao phải xin bằng lái quốc tế thôi. Hình như là được, cũng xin được. Nhưng mà được xong rồi cho nó 2 triệu. À đúng. Đây dạ. Đây cho nó. Chạy vòng vòng đây thôi, đừng có đi ra mấy chỗ xe Honda rồi nhiều quá nha. Tao bó tay, tao không biết xử lý đâu. Ủa, nói gì nữa không? Rồi, phải đi.
ở đây khi tới ngã tư thì mình phải nhìn kỹ lưỡng nha các bạn. Như bên Mỹ là tới ngã tư đường trong là nhường, bạn cứ đập ra thôi. Như ở đây tới ngã tư thì mình phải nhìn kỹ lưỡng. Rồi lâu nữa ta. Chạy xe giống kiểu Mỹ. Chạy xe giống kiểu Mỹ ở Việt Nam an toàn thôi. Ừ. Khá là êm và ngọt. Tiếng máy trong cách âm cũng tương đối tốt quá chứ. Xe này nếu mà ở đây là bao nhiêu chiếc kìa? Xe này nhiêu tiền hả? Ở tỷ 7 nhưng mà nó rebate xuống còn trái phải lại tỷ 5. Tỷ 5 là bao nhiêu ngàn đô ta? 60 ngàn đô hả? Phải. Bây giờ cỡ chừng 65 ngàn. 65 ngàn. 65 ngàn là tương đương cỡ một chiếc Lexus 350 á, bên Mỹ á. Mà 50. Cái này ta qua nó sao vậy? Nó lắc ra được. Được mà. Nó làng nó ai không biết lực, phải hỏi người Việt Nam. Okay. Chừng. Sorry. Chết mẹ. Anh em chờ thử không? Thôi, được rồi. Ok, mình thấy là ok á. À, cái xe này mình mua lâu chưa Tài? Lâu mới. Ok, vậy tao chưa hỏi đâu có được. Tại tao nghe nói là xe VinFast. Không, 2 năm rồi. Xe VinFast thì như là rất là dễ bị hư mấy cái đồ phần mềm, đồ điện. Cái đó không biết là đúng hay không, thôi nghe nhiều anh em nói. Cái chỗ mà để xăng đó là nó cứ bị hư hoài luôn. Nó không, cái sensor của nó. Rồi. Rồi, tao feedback đi mà gì đó. Nó đổi cho tao chiếc xe mới. Feedback cái xăng là cái tối ngày á đang chạy cái nó không có thể hiện mày. Ừ. Ủa xe mới mà vậy hả? 2 năm rồi. Trời. Tại vì em nghe nhiều. Mới 2 năm là còn mới mà. À. Nghe nhiều anh em complain là những cái đồ điện tử, mà cái đó là thật ra là tính chất của thằng BMW luôn. Thằng BMW á người ta khoái mua của extended warranty là vậy. Tại vì mấy cái phải. Đồ điện nó hư hoài. Ok, hồi chắc tao tắp vô mày lái lại. Tao cũng căng thẳng quá. Rung giò à? Ừ. Đây nè. Tao vô đi. Mình cạ mâm của Tài cái sót. Bị rồi. Bị hả? Tao cạo rồi. Ok, cảm ơn. Rất là hay các bạn ơi. Để Tài đổi chỗ với mình. Như mình thấy thì đúng là cái giống BM á, nhưng mà ở đây mình không có cái điều kiện để mình đạp mạnh lên, với lại mình không có bằng lái ở đây nên mình không có tự tin lắm. Với lại lực đây mình cũng biết nữa, nếu mà Tài được Tài kiếm cho đầu vắng đạp thử một cái ra. kích interbo cho coi feel sao. Đây xe Honda nhiều quá sao đạp, tự nhiên đạp cái lùi ra sao nguy hiểm chết được. Ủa cái ghế này bị hư hay gì vậy cha, đúng không? Đúng rồi. Ủa? Thêm cái nữa, mới hai năm mà bị hư cái power seat nữa các bạn. Cái power seat là cái gì? Là không, cái power seat thì nó không bị hư, nhưng mà cái cần gạt bị gãy. Bị gãy à. Wow. Đó. Nhiều thứ ha. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó thì công tác sẽ phải cải thiện cái đó. Chứ bên Việt Nam mình thì là mình ủng hộ cái thương hiệu Việt Nam rồi, nhưng mà cái người tiêu dùng bên Mỹ họ rất là khó tính. Cái chuyện nhỏ nhỏ này là sẽ ở cho mình feedback liền. Mình nghĩ là tại vì nó có quá nhiều xe để lựa chọn các bạn. Thậm chí các bạn đúng 65k đó, 65.000 ở Mỹ các bạn mua rất nhiều xe. Audi Q7, Q6 rồi Hyundai, bây giờ nó ra mấy chiếc cũng đẹp nữa nha. Giờ chở đi uống một phê hay gì rồi? Mình chạy vòng vòng.
xong quay vòng lại Phúc Long. Ừ, rồi. Đi vòng đi rồi ra Phúc Long. À, hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng dạo xem những cái quy hoạch, những cái nhà cửa bất động sản ở quận 7. Và lát nữa tụi mình sẽ ghé ngồi xuống Phúc Long để nói chuyện. Còn chiếc FJ Cruiser, đúng rồi. Đây mấy cái design này nhìn giống Mỹ quá anh đây nè. Roof nè. Nãy giờ mình đi từ Củ Chi về đây, mình đến quan sát để ý thì thấy là Highland Coffee đang rất mạnh các bạn. Cứ hãy qua khoảng 2-3 con đường là có 1 tiệm đến 2 tiệm Highland Coffee à. Nhưng mà nhãn hiệu mà cà phê mà người ta chú ý không kém cạnh đó là Phúc Long à. Bởi vì đó là cũng là một nhãn hiệu Việt Nam mà nó đã qua Mỹ và có được cái đầu tiên ở phía Nam Cali. Thì cũng trong cái channel Nhà Cửa Mỹ này, nếu các bạn xem lại thì có, mình có quay cái video ở Phúc Long. Thì đông không? Hả? Khá là đông, khá là đông và khá là đẹp. Tiếng gì à? thì lát nữa tụi mình sẽ coi Phúc Long ở Việt Nam như thế nào nha. Một cái tòa nhà đó kìa, một cái tòa nhà bự đẹp, nhưng mà phía trước một bên á. Phía trước là đất của một cái ông sở hữu bất động sản khác, bất động sản khác. Mẹ ở quận 7 mấy năm rồi thầy? Từ 2015 rồi. Chiều đó mẹ ở đâu? Mày ở chiều đó mẹ quên. Nếu mà so giữa quận nhất, quận 2 với quận 7 thì cái điều gì mà mày chọn quận 7 vậy? Mà mẹ ta xuống quận 7. À vậy thôi hả? Okay. Đó là anh có lý do là gần gia đình chứ không có lý do về mặt cái quận nhất thì nó đâu có chỗ đậu xe. Phiền. Còn quận 2 thì sao? Quận 2 thì sao cũng quá. Nói chung là quận 2 cũng được, không phải là không được không? Chưa có quan tâm. Đây quận 2 đường phố quy hoạch khá là đẹp các bạn. Có một lần trước năm 2019 anh về đi quay phim cũng đi với bạn mình ở quận 2, đường phố quy hoạch khá là đẹp. Có một cảm giác rất là quốc tế. Đường chia lên liếc đâu đó đàng hoàng, đèn xanh đèn đỏ là có đèn bữa trái nha. Và ở ngoài đó thì mình thấy là đa phần gần như là người ta chạy xe hơi không à, ít có xe máy, cho nên là nó không có sự lộn xộn lung tung trong cái lưu thông. À, căn hộ này nó xây lên nó bán cỡ bao nhiêu một hộ gì á ta? Đẹp khu này không biết. Nhưng mà cái khu mà nãy là cỡ chừng 80 triệu. Bao nhiêu? 80 triệu một mét vuông. 80 triệu một mét vuông. Ừ. À, cỡ 1000 square feet là bao nhiêu ta? 800 triệu. Ấy 8 tỷ. Phải không? Gì? 80 tỷ. What? Không có. Không. 80 triệu một mét vuông. Ừ. Thì 1000. Một mét vuông nè, một mét vuông là 10 square feet đúng không? 100 mét vuông là 1000 square feet đó. Thì anh đang hỏi là 100 mét vuông là như tiền thì nhân 100 lần lên thì là 8 tỷ đúng rồi. 8 tỷ là cỡ 400 ngàn hay 300 mấy hả? 8 tỷ là 350 một căn hộ. 350 một căn hộ 1000 square feet là 2 ngủ hả thầy? Thầy có 2 tấm. 2 phòng ngủ. 2 phòng tắm. Giờ một thêm một cái phòng library. Cái căn của tao là 112. Ê vậy cũng đâu có cao bạn. Chị giá cũng đâu có cao đâu. Đúng không? Tùy. Giá 300 mấy ngàn là giá không có cao, nhưng mà khổ cái cách mua nó cao, làm nó thành cao. Cách mua là sao? Là không có mua tiền mặt hết. Đúng rồi. Thì nếu mà 300 cả 400 ngàn đi. Ừ. Nếu 400 ngàn á mà
mà mua theo kiểu bên Mỹ thì người dân sẽ vô là người ta đeo cái 10% thôi, đeo 40.000, 30.000 thì cái người dân bình thường vô ở được khu đó không phải là khu sang. Mà tại vì 400.000 là trả hết 400.000 liền, bởi vì có người khu sang ở, đúng không? Đúng rồi. Tại vì người Việt mình thì thích trả tiền mặt, chứ thực sự là bây giờ cũng có nhiều chương trình cho trả góp đúng không đại? Nhưng mà thì tao nghe nói tiền lời như 8-9-10% gì không? Hình như là phải chứng minh tài chính. Ừ, rất là nhiều mới vay được. Wow. Cần hả? Thì nói chung là cả, Việt Nam chưa phát triển về cái credit system, cái system gì ta? Cái tín dụng đó. Tín dụng kìa. Về cái hệ thống tín dụng thì mặt đó Việt Nam chưa phát triển. Vậy có nghĩa là bất động sản Việt Nam còn lên điên cuồng nữa. Hoặc là bán dễ điên cuồng nữa. Nếu mà Việt Nam được cũng như là phát triển được cái hệ thống tín dụng kìa. Nhưng mà nếu muốn phát triển hệ thống tín dụng đó, là Việt Nam phải ra một cái gì nó tương tự như social security system ở Mỹ vậy đó, số an sinh xã hội á. Cái số an sinh xã hội ở Mỹ là bạn làm gì pháp trái pháp luật cái gì ta bấm cái ra liền, từng ở tù từng giết người cái gì đó là ra hết à. Rồi ở Việt Nam mình chưa có cái đó. Ở Việt Nam mình thì thấy là người ta xài thẻ căn cước là nhiều, nhưng mà thẻ căn cước lại không có cái giá trị gọi là rất là nguy hiểm đối với người đó. Ví dụ như bên social bên Mỹ thì bạn mất cái số đó là rất là nguy hiểm, người ta có thể làm những chuyện xấu. Còn mình thấy hồi xưa nhỏ cá độ đá banh lấy chứng minh nhân dân đi cầm lấy mấy trăm ngàn đó, thì mình nghĩ là chắc phải phát triển một cái đó. Hoặc là thấy nhiều người lúc mà cái mũ bảo hiểm nó mới ra đó, thì lúc đó nó có dịch vụ là mướn mũ bảo hiểm, thì khi đến mũ bảo hiểm thì mới đưa cái chứng minh nhân dân ra làm giống như là làm tin. Mình biết là tại vì nhà mình hồi xưa làm bán mũ bảo hiểm cho thuê, thì mấy bạn trẻ lấy cái đó đi luôn, bỏ luôn chứng minh nhân dân ra làm cái mới, thì nó không có giá trị gọi là rất là quan trọng đối với một cá nhân nào đó. Nếu mà họ có thể tìm ra được một cái gì đó gần như social security thì mới có thể phát triển được hệ thống tín dụng. Tại vì có nhiều người đặt câu hỏi là ok, thí dụ bây giờ bên Việt Nam bán iPhone mà đi ra lấy phone miễn phí trả 20-30 đô giống như Mỹ như vậy, thì là lấy cái gì để nắm đằng chui của người ta là không có, thì khả năng cao là người ta sẽ lấy đi luôn. Đó là mình nghĩ là vậy. Cứ ù tắng chuông cà phê kìa. Chuông thắng. Nhưng như vậy thì mình mới thấy là rồi cái Sakura là cái khu mới này nè. Sakura hả? Như vậy mình thấy là cái sự cố gắng vươn lên của một người ở bên Mỹ mua nhà nó đã khó, mà với một cái người bình thường, mức thu nhập của người dân bình thường để vào được những khu này là phải nói là rất khó luôn á. Đúng không? Để một người có thể đi dành được khoảng 400.000 đô mua tiền mặt để một cái căn hộ này, chưa có nói tới single house hay townhouse nha, mới là condo đó, là thấy rất khó. Apartment. Yeah. Chứ ở đây nó hình như là cũng có condo, không có nhiều khái niệm condo. Thì cái nhà mày đang ở là condo chứ gì? Đúng rồi, condo. Nhưng mà thí dụ cái nhà đó mà cho mướn là mày đang cái đó mày mua rồi phải không? Còn nếu mướn là tháng nhiêu? Tháng ngàn là bao nhiêu, khoảng 23 triệu. Một người mà ở được đó thì mình nghĩ là khoảng là 60 triệu một tháng mới afford được. 23 triệu một tháng tiền nhà, 60 triệu một tháng. Bây giờ mà bình quân một người làm 60 triệu tháng là cao mày, vậy kiếm 60 triệu là khá cao rồi. Lương mà một học sinh mà ra trường, sinh viên ra trường đại học ở đây làm như là chức quản lý bắt đầu thì có bằng đại học fresher lắm, gọi là fresher là mới ra trường á. Là cái survey á và nó trả là 7 triệu, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi hả? 7 triệu rưỡi một tháng. Một tháng hả? Trời, chừng tiền nào mua nhà được 8 tỷ. Khổ lắm. 7 triệu rưỡi là nếu mà đi thuê nhà thì chỉ để mà nếu mà sống thoải mái an toàn là chỉ có thể 4 triệu tiền nhà đổ lại thôi, 3 triệu rưỡi thôi.
3:30 thôi, khá là khó đó. Nhưng mà cũng chắc tại là quận 7 là khu khu xịn nữa, chứ nếu mà về mấy cái khu em ở chắc không đến nổi nào, mắc mỏ gì. Cũng cao á. Cao hả? Cao lắm. Bây giờ cũng năm khu Phú Lâm á là 5-60 triệu á, Tân Lửa là cũng gần 80 triệu á. Mày đang nói là giá gì? Giá đất à? Đất không chưa có nhà nha. 1 mét vuông đúng không? Hả? Đất không á là chưa có nhà luôn, Tân Lửa. Còn giá xây dựng ở đây là chắc nó rất là đủ loại hả? Hay là nó có cái chuẩn chung gì không? Có gì mày hỏi Nhân á. Nhân, Nhân là thằng nó qua gặp á. À. Nó chuyên xây dựng á. Ồ, ok. Không biết. Rồi gặp nó rồi hỏi nó. Nó thì nó đi từ xây dựng, nó nhảy qua lại cabinet. Ừ. Trước là nó làm quản lý của dự án Metro. Đó là giám đốc của SD à. Còn cái anh hồi nãy Hiếu. Hiếu Hiếu là làm chung trong à. Lính bạn, thật ra là bạn. Bánh mì Ba Hưng khá nổi tiếng nè, lên báo mấy lần lên Facebook luôn á. Phú Mỹ Hưng Tower bây giờ cũng khá là nhộn nhịp rồi đó các bạn. Ờ, Phú Mỹ Hưng lúc mà mới xây là nó cũng làm cái gì đó rất là dữ dội đó nha. Bạn muốn vô thì vô luôn. Mini cây định khu này là cái gì mà đẹp quá vậy rồi. Gì này, khu này là khu gì? Shopping Russian Mall nè. À, đối diện với cậu anh sao hả? Ừ. Ở quận 7 này thấy lái xe hơi thấy nó khỏe ha, không bị áp lực nhiều ha. Nó thông thoáng á, thoáng dễ lái quá. Có chiếc Forner TRD Pro màu xanh lá cây chạy đường phố quận 7 rồi, hơi bị được luôn á. Ok. Bây giờ mình sẽ xuống cầu Ánh Sao và sẽ đi uống cà phê. Oh, khá là hay các bạn. Là mọi thứ đều hiển thị bằng tiếng Việt hết. Cái đó mới là cái hay. Giống như hôm qua mình cảm giác rất là phấn chấn khi mà mình thấy trên Việt Nam Online màn hình đều có tiếng Việt hết. Cảm giác phấn chấn. Và xe cũng là hiển thị tiếng Việt. Đây. Let's go. Ok, đẹp quá. Rồi. Ôi, bông rồi đẹp nè. Rồi kéo bông xuống. Chết cha rồi. Ở đây mình có từng một lần tới các bạn, cuộc sống của người Việt ở đây hay là người ngoại kiều ở đây thì mình thấy là cũng khá là tương tự. Chất lượng sống á nha, chứ mình không nói về những văn minh con người hay gì nha. Chất lượng sống là khá là giống với Tây và Mỹ. Các bạn sinh sống ở đây thì đi vào những khu siêu thị để mua thực phẩm ăn uống, như giống như bên Mỹ vậy đó, nói đi chợ là họ đi siêu thị đó. Và ở đây các bạn thấy là những cái hàng là gao bao gao cho hay là steak của Argentina, Hokkaido đầy đủ, có những cái mall rất là lớn, rất là sang trọng. Mình thấy là đang thấy sao? Cuộc sống này không? Biết được mới thấy. Mình lần đầu tiên tới đây. Thấy nhìn không khác gì bên Mỹ. Yeah, không khác gì Mỹ. Mà thấy là mình thấy quy hoạch cái nó khiên đẹp bên Mỹ đó kìa. Bên kỳ cối xanh tươi, đúng không?
mấy bạn nào ở bên Texas đó, thì mới thấy cái này bình thường, chứ ở Cali của mình, vô cái zip code của mình ở, thấy cái này là một cái gì đó rất là xa xỉ. Ok, giờ đi uống cà phê ở lại. Đi, giờ đi uống cà phê. Cà phê đâu ta? Long. Cái ý thức về sự nhường nhau á, ở bên Việt Nam, cái này là mình nói opinion của mình thôi nha, đừng chỉ trích mình. Ví dụ như bên Mỹ mình đi học lái xe tới ngã tư á, mấy bạn Việt Nam mới qua tới ngã tư nó tới cứ đập thắng. Chứ ông thầy nói làm gì á, thì là mình quen rồi. Nó là bên đây mình phải nhìn, thì giống như hồi nãy cũng vậy. Đối với khi mà một người đi bộ băng qua đường á, là người đi bộ á, là cái xe phải tự nhường người đi bộ để người ta được băng qua. Hoặc là một số người Việt của mình á, người ta sợ lắm. Để mình thử chỗ này coi ta có đập thắng không. Mặc thường một số người Việt của mình đó sợ gây khó dễ cho người lái xe, hoặc sợ bê tông đó, người ta sẽ thắng lại, người ta đứng lại để xe đi qua. Nhưng mà do cái thói quen nên là khi mà những người tài xế hãy thấy mình có gì mày đi tới Phúc Long nha, bác để tôi là bóp kèn pin, có nghĩa là mày đừng có qua nha mày, tức là người ta ăn vô cái tâm trí, tức là giành giật. Chứ thực sự cũng không cần bóp kèn mày cũng đứng đâu. Tại nó lấy đồ vậy chắc đợi đó. Đấy. Thì Crescent Mall, không biết trong đây có phải đeo mặt xem nha. Nó là free wifi. À, xong rồi, đi nha. Đi vô đi phải được cuộc chơi với tao bị quản lý. Ủa làm sao mày làm cho tao coi? Ủa tao không được. À được rồi, ok thì bảo được. Ok rồi. Đi qua bây giờ phải quét ba cốt cho vô. Thực tế là không hiểu sao mấy bạn bên Mỹ, mấy cái lớp cuộc sống Mỹ giống như mình quay mấy cái mall này nhiều quá. Red Bull Valley Fair. Nhưng mà những năm gần đây ở Việt Nam quá nhiều. Mấy cái mall này quá nhiều. Đối với người xem của bên Việt Nam là cái này là bình thường, không có gì lạ nữa. Cho nên mấy bạn nào làm cuộc sống Mỹ được quay mấy cái này nữa, chán luôn. Thôi chắc mình chắc đi, vô đó mình quay quán cà phê thôi em ơi.
cameraman và nó tới bất kỳ mà một cái điều kiện thời tiết nhiệt độ cỡ nào nó cũng quay được. Được chưa? Ok. Hiện giờ mình với anh Dan đang ngồi ở phía ngoài quán cà phê Phúc Long ở quận 7, đường Nguyễn Văn Linh. Xin lỗi trước là các anh chị là âm thanh có thể sẽ hơi tạp âm, là cái đường này đường chính quận 7 rất là nhiều xe container chạy qua chạy lại. Hôm nay mình cũng quên mang cái sóc lên cho nên âm thanh nó sẽ không được tốt lắm. Thì mọi người cố gắng là chỉnh âm volume lên lớn nhất có thể. Đó, phải có thể quay sơ sơ quán Phúc Long. À, lần đầu tiên mình tới uống quán Phúc Long ở đây. Mình nghe nói hình như là Phúc Long không phải chuyên về cà phê sữa đá mà chuyên về trà sữa không ta? Có trà sữa không? Trà. Trà, trà không có sữa. Đây. Quay cho mọi người coi các anh chị ở phương xa coi cảnh nhộn nhịp của thành phố Việt Nam. Đây hả? Hai mươi đẹp đâu, cả bên đồ nó xinh quá đi. Cả bên đồ. Làm việc dữ đi bất kèn dữ. Ok, thì hôm nay anh em muốn nói về vấn đề là những cái bạn những cái business phát triển, những cái startup ở Sài Gòn trong những năm vừa qua, phần chính là vào những cái bạn second generation, nghĩa là thế hệ thứ hai. Ủa nhưng mà thế hệ thứ hai anh nói vậy là tính sao em chưa hiểu. Đó, anh không nói như đó là mình nghĩ Việt Nam mình cũng biết Việt Nam nó vô cái cycle mà kinh tế mà anh thấy đang phát triển rất là hậu, mà nhờ các bạn xưa cũng như là đời cha mẹ build cái business nhỏ rồi có tích tiền đưa cho con đi du học xong rồi từ đó đi về đó ở đây bắt đầu phát triển business đó. Yeah. Mình thấy đó là bây giờ Việt Nam nhiều người, rất là nhiều mấy bạn mà trở về từ du học trở về ở đây phân nửa không phải là ở Việt Nam hết, nhưng mà ở chừng 4-5 tháng ở Việt Nam xong rồi làm việc phát triển business bay đi bay lại giống như có thể là mình giống như mình vậy đó, mình trở về Việt Nam thì mình cũng ở đấy gì đó rồi người ra đi mà không được giấu giếm. Thì cũng như tụi mình nè, thì bây giờ cũng Việt Nam có chỗ xương gỗ, mình hy vọng là mình có thể về trở lại Mỹ mà phát triển bên qua thị trường Mỹ, bán về tủ rồi gỗ cái gì mà về tới gỗ mình muốn phát triển. Em thấy The Second Generation anh Dan đang nói là những bạn có một cái điều kiện kinh tế tương đối vững và mạnh, thậm chí là khá ở Việt Nam luôn thì mới quay về. Chứ còn một con số thực tế là mình thấy các bạn đi học rồi trở lại Mỹ rồi. Nói nhưng mà về cũng khá nhiều à. Thì em phải nói mấy bạn đó phải giàu, tức là đúng. Gia đình có cơ sở ở Việt Nam. Thì chắc cái đó là cha mẹ đã bắt đầu cũng như một cái vợ nhỏ đi. À, một bên này đi làm ăn nhỏ, có tiền cho con cái đi du học. Và bây giờ cái gì học, nếu mà làm bên Mỹ á, thì sẽ không có được lợi cái income nó phải bên cạnh ở bên bển á, hay là nước ngoài Mỹ Úc thì nó sẽ không có bằng phát triển lên cái sự nghiệp ở gia đình thì về cũng khá nhiều hơn. Thì tại vì họ đa số khi họ về là nhà họ đã có nền tảng, đúng rồi, nền tảng rồi, sức bật để vươn lên. Thì mấy năm trước thì đặt cỡ như anh nghĩ là cỡ 5-10 năm trước là bắt đầu họ đi, bây giờ họ đi trở lại rồi. Thì mình nghĩ trong vòng 5 năm nữa, 10 năm nữa, 2 năm nữa là kinh tế Việt Nam cũng phát triển mạnh hơn nữa. Tại những kiến thức đó mang về đây mà đặt ra trong cái business bây giờ mình thấy không có nhiều cái franchise ra nhiều hơn nữa. Tại sợ nhất là đi không về. Bây giờ mình thấy là tại Việt Nam phát triển rồi cái sống ở đây nó cũng rất là cao chung á, để ra ngoài quận 7 này thấy không, mình thấy ở đây quận 7, quận 2, quận nhất sống khá cao, di chuyển chính
lấy chất lượng cuộc sống là tương đối với những nước phát triển và vùng dịch, thậm chí là cái nước phương Tây luôn á. Cả hồi xưa chừng mười mấy năm trước, cho dù có tiền sống cũng quá cao. Được. Mười mấy năm trước đi, mình nhớ mình về là nhà cô chú mình cũng gọi là khá giả, mà từ cái phòng tắm rồi nó rất là quần là dơ thôi. Mà bây giờ vô những cái nhà tắm đồ rất là modern, đẹp đẽ, nội thất đồ là chu đáo. Hồi xưa như mấy năm trước tôi có những cái quán cà phê mà đầy đẹp đẽ sang trọng vậy đó, thì cái đời sống nó cao rồi, thì nếu đời sống cao thì ta sẽ về được ở thôi. Tại đâu ai muốn ở chỗ mà cũng như giờ tự nhiên bắt đi xuống ở dưới trong ruộng mà không có đủ những cái tiện nghi giống như vậy. Thì theo đang nghĩ thôi nha, không biết, nhưng mà nghĩ là trong 5-10 năm tới thì cái số lượng mà du học trở về hay là đi Việt Nam mà trở về làm ở nước Việt Nam sẽ càng tăng lên được chứ không giảm đâu, tại vì thị trường Việt Nam nó còn quá là lớn để phát triển. Còn thị trường bên nước ngoài thì đa số nó phát triển hết rồi, thì bởi vì không có cơ hội cho bạn trẻ hay là mình phát triển. Như bữa mình đi ăn, như bữa nãy nói là như ăn cái quán bò tơ ở Xuân Đào ở Củ Chi đó. Nếu mà theo thị trường của bên Mỹ á, là nếu một quán ngon như vậy có thành phố đó thì đáng lẽ là ở dưới Mỹ Tho cũng có bò tơ Củ Chi Xuân Đào, ở dưới thành phố nào cũng có quán đó hết. Tại sao bây giờ phải tới Củ Chi mới ăn được quán đó? Thì cái cơ hội phát triển đó, đó là chỉ một quán nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ tới nhiều quán khác nữa là cơ hội có phát triển đó là mỗi thành là còn nhiều đúng không? Nhưng mà dựa vào cái dữ liệu gì mà anh cho rằng là trong 5-10 năm nữa thì sẽ nhiều không dữ liệu quay không dữ liệu đó là trong cái data dữ liệu đó mình đúng là kinh tế giam rồi. Nhưng mà đây anh suy nghĩ là tại sao anh lại nói vậy? Cái feel mình bước tới là như anh đây, mình nói từ cái nạn của mình, 5-30 năm trước mình không thể ở Việt Nam được, tại vì cái sự vệ sinh nó không có được tốt, đúng không? Thì hồi xưa mình nhớ mà mỗi lần mà đi Việt Nam cái mà người ta ngán nhất liền là toilet, đi đâu cũng cái toilet dơ quá, nhớ không? Mấy chục năm trước thôi à. Thì nếu mà sống vậy mà dưới đường thì bây giờ thấy cái này chỗ nào cũng sạch sẽ, đường này restroom rất là sạch sẽ, thì cái đó là cái mức sống nó tăng lên rồi đúng không? Ồ rác nhiều quá, mà giờ ở chỗ này mình thấy có rác rồi, thì người ta không có xả rác đâu nữa, thì cái mức sống nó cao, chỉ có thể nói là y tế có thể chưa có bằng, thì có thể là người lớn tuổi có thể hơi e dè khi mà về Việt Nam. Bây giờ chỉ có người ta thấy Việt Nam ta ở 6 ở 10 tháng 5 năm 26 tháng năm còn 2 năm sau người ta trở về về nước Tâm Mỹ để người ta đi khám bác sĩ, đúng không? Nhưng nếu mà y tế rồi họ nữa là nghĩ đến nhiều người về đây về hưu luôn á. Em nghĩ là mấy cô chú mà muốn về Việt Nam về hưu thì họ không về thôi, không chê tới đâu, tại vì nó đỡ stress hơn, thoải mái hơn, với lại nó không có cô đơn với số người nó ra nói tiếng Việt. Anh không nói là một cô chú đó, anh nói là người thế hệ của mình về hưu. Em chưa tới tuổi vụ mà mình đã nghĩ là chuyện đó rồi đó. Nghĩ đi là vừa, nghĩ là nếu về cũng về Việt Nam, nghĩ đi là vừa. Nó nghĩ cái end game, nghĩ cái retire, nghĩ tới cái retirement package. Đúng rồi, ở đây cái nhịp sống đó, nó là một sự kết hợp giữa, nếu mà nói ra là giữa sự kết hợp giữa Texas và California, tức là cũng chạy cũng hối hả nhưng mà cũng lay back, cũng enjoy, cũng chill, không biết giải thích luôn. Ví dụ California đi mà ai cũng chạy ào ào đó, như là giành giật, còn mấy ông Texas là từ từ vui vẻ vẻ, còn ở Sài Gòn là đấy có cả hai cái đó luôn. Họ vừa sống làm việc hết mình mà cũng vừa chơi rất là
thừa là đã. Nhưng mấy cả mấy ông Cali thấy đi cài không mà chứ không có gì. Nếu thì thật ra mà nói về mình có thể là mình có thể plan về cái chuyện mà sống phân nửa ở bên Mỹ và sống nửa bên đây. Nếu nói về chỉ mình đen thôi, tại vì 50 năm trước là mình làm không được, có thể đi chơi thôi, nhưng bây giờ thì mình làm thế không được, tại vì thấy là bắt sướng còn cái này nữa. Em nghĩ anh nói cái ý mà tụi second generation nó quay về là đúng á. Thật ra không phải là chất lượng cuộc sống tăng lên hay gì á, mà là đem những cái kiến thức và những cái điều hay nó sẽ đi nó phát triển từ nước ngoài về áp dụng đẩy vô, nhưng mà nó được phát triển. Nếu mà cái luật nào mà dễ cho phát triển, tại giờ anh thấy là chứ anh muốn mở một doanh nghiệp thì mở một cái làm ăn gì ở bên Việt Nam đi, chỉ có một cái nó ngừng trở lại mà làm không có về được là mình cảm thấy không biết đường đi sắp khó khăn, không quen biết mới làm được, thấy đúng không? Còn nếu mà đẩy mạnh cho cái thay mà dễ dàng thì nghĩ về liền. Còn nếu mà trở về bây giờ là lý do sao? Chỉ có tại vì mình có tiền đủ mình về mình sống có nửa thôi, là mình có một cái tài chánh riêng ở bên nước khác mà mình không có cần phải đi làm mỗi ngày, thì mình có thể vượt chọn cuộc sống phân nửa này kia. Còn nếu mà vừa sống vừa làm, mà đa số mấy bạn bệnh nào muốn lập nghiệp và muốn mở xưởng hay mở gì á khác đó mà khó khăn vào á, thì người ta lập đi về cũng được, không có phát triển được. Giờ các bạn mà muốn về hai tech đi, các bạn đang học kỹ sư về hai tech hay gì kia đi, nhiều người rất là muốn về nhưng mà không có chỗ dùng rõ, về làm cho ai? Google, thấy Google đang ở đây tiếng tiếng rồi dính mà hả? Google á, anh không biết nhưng mà thấy không đủ. Mình có mình mới nãy một ý tưởng tiên rồ hôm đầu là do cái Vietnam Airlines nó có chuyến bay thẳng rồi, cho nên bây giờ ở bên đó đi về đây rất là gần, chỉ một đêm thôi. Hồi xưa lúc mà Covid đóng cửa, rất nhiều mấy anh kỹ sư là quốc không hôn ở cái nơi mà họ không có phố mua được nhà mắt, họ phải bay qua những nơi nhà rẻ, bay qua tập sạch mua nhà để làm quốc không hôn ở cho Cali. Không biết đâu được trong tương lai nhiều bạn trẻ sẽ quốc không hôn về Việt Nam, quốc không hôn luôn. Có mà hả? Có mà cũng có rồi. em bạn của em đâu là nó làm quốc không hôn ở Việt Nam á, cái năm rồi. Tại vì mua vé bay nó cũng không có khó nữa. Ví dụ bây giờ tuần sau có một cái meeting hay gì, mua vé bay khỏi meeting xong bay về cũng không. Nhưng mà giờ hy vọng là giờ tại bây giờ sao? Bây giờ như mình nè ha. Bây giờ để cho một người bình thường đi làm hãng bình thường mà muốn về Việt Nam mà đi du lịch qua Việt Nam thấy sướng quá. Mà muốn về Việt Nam mà lỡ gì đi đâu được đâu, đúng không? Đa số từ người đó giờ một người mà mở business ở bên đây, ở bên nước ngoài, nước ngoài về Việt Nam mở business là fail hết, đa số là fail nhiều hơn là thắng. Dạ mấy anh xem cái dù hả? Lấy gì? Lấy dù. À, lấy dù đi hả? Thôi vậy luôn, vẫn thịt đó. Mà gần khó mà, tại cái cách business nó vẫn là lớp lan, còn ở đây là anh phải biết đường đi đúng hướng như anh nói nãy đó. Mà cái đó cũng là một cái mà nhiều người vẫn không thích. Cái đó là cái mà đó, không thích. Đúng rồi, cái đó là một cái không thích. Cái chuyện mà có cái sự may mắn trong business đó là nhiều người người ta không thích, nhưng mà mình thấy là nó cũng khua chứ. Nếu bạn là người được favor trong những chuyện đó thì có thể là bạn dễ làm ăn à. Ừ, mình nói thiệt, bây giờ nội bây giờ mình nói cái chuyến bay đi, nếu bạn có người quen biết họ vô tới tận cái cửa máy bay chắc bạn đi ra luôn, mà không phải xếp hàng dài đó, thì nó cũng có cái hay và cái dở trong cái xếp phòng đó. Thì cái người ta không công bằng hả? Không công bằng. Nhưng mà anh phải hiểu là anh làm gì để được cái sự thiên vị đó chứ.
nếu làm gì được thì tốt, còn nếu mà không làm gì mà tự được không, nếu mà cái người sinh đẻ ra của họ là họ đã được cái tiên vị đó rồi thì không có giỏi, nhưng mà em biết có những người trong cuộc sống người ta lăn, nhưng mà đa số là vậy, không công bằng. Phát điểm nó không được công bằng hết. Vậy thì trong cái cuộc chơi nó không công bằng thì người ta bực mình. Có nhiều người tại sao mà người ta phải mệt mỏi vậy, nếu người ta qua chỗ khác nó phát triển nhanh lên. Đúng không? Tại đó là lý do mà nghĩ Việt Nam có nhiều người đi về không thích về. Đúng rồi, tôi nghe rất là nhiều người nói như vậy. Mà ra thực tế cũng có nhiều bạn trẻ ở Bình Thang Thang là tốt nghiệp ra trường xong nhưng không có bóng mạng này, nên là không thể phát triển được. Không biết là rất nhiều luôn. Bây giờ mình phỏng vấn một thế hệ thứ hai đang ngồi đây đi chứ. Đang có trang vô kìa. Đeo cái nhăn vô đi, nó hỏi lơ cái mặt mày. Đây, cái đệ của bạn này là hấp lơ hết luôn á. Bạn muốn video hấp lơ hết luôn nha. Bạn T, học chung với mình cấp bạn 1, T cấp 2 Tony. Đến năm lớp 10 thì Tony đi du học qua Mỹ, xong lấy bằng cao học ở lại, rồi chuyển qua viện đầu tư VFI ở là Mỹ. Thì hiện anh đang ở một tiểu bang bên Mỹ và có nhiều cái dự án bất động sản. Rồi đến năm 2015 thì anh đã về Phú Quốc, anh ở Việt Nam luôn rồi. Thì anh có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh khi mà anh về ở Việt Nam luôn. Anh có thể nói sơ sơ về cái cuộc sống của anh khi anh bỏ bản rồi tới khi mà anh về luôn. Anh thích ở đâu? Anh mình cái câu hỏi đó rất là rộng. Câu hỏi đó rất là độc hả? Rất là rộng. À rất là rộng. Cụ thể như thế nào? À, nói về chất lượng sống thôi. Đó là cái cảnh cuộc sống trước đi. Ra cái câu chuyện á là bay từng nào bay từng gió thôi. Bây giờ là mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, đúng không? Ví dụ như bây giờ cái điều kiện kinh tế của mình nó cao quá rồi thì thấy cái gì nó chẳng dễ, sống ở đâu chẳng được, nó phát triển. Ví dụ như bây giờ là một khi mà anh đã được có gia đình, có business, anh đi du học, học cao thì nói chung là sống ở Mỹ, ở Việt Nam cái nào nó cũng dễ nha. Ở đâu tức là lúc mình đã giống như là đã quá thì yêu ái trúng số, mình đã trúng số rồi thì lúc đó mình làm cái gì nó cũng dễ dàng lắm. Nhiều khi mình nghĩ nó là unfair, đúng không? Mà mình là đó, bởi vậy khi mà so sánh phải có một cái gọi là cái buổi phỏng vấn của một người mà tao nè đi du học, đây tao nè, đây này có thật ra trong đây là có ba loại mình đó là cha mẹ hồi xưa là nói lại sao là làm cái đồ trước đó, chế độ trước rồi chế độ cũ, chế độ cũ thì mình đi là xung việc tị nạn, đúng không? Tị nạn chị rồi mình qua bển, và giờ mình là thế thường thế hệ sau của đó, đúng không? Thắng là cái giai đoạn của mình, giai đoạn là tị nạn kinh tế, tức là những người muốn đi ra nước ngoài để phát triển kinh tế, ra kinh tế hả? Nhưng mà bảo lãnh, nhưng mà cái cụm từ đó thì nhiều người ta không đồng ý. Người nói là mình nói như thế là hiểu không? Đúng rồi, chuyện kinh tế cũng như là gia đình bảo lãnh đi qua. Thì một tương lai tương xác. Đúng không? Hôm nay là ba lớp luôn. Còn tài á là theo chuyện mà đi du học. Lại là COCC. COCC là học chung cho cha. Ai mà chẳng có con, có cha, có ông. Nhưng mà cái câu đó ai mà đẻ ra viết ra sai ngữ pháp, đó gọi là con cha cháu ông chứ đúng con ông cháu cha. Ê, cái vậy là đúng ha, có ba ngồi đây là ba người đừng có nói cảm hứng, nên nói trước đi rồi mình nói trước khi mọi người. Tại mới nói rồi đó, nhưng mà em thấy là nó có đúng á. Là ở cái mức kinh tế của em hiện giờ đi thì rất là khó đem về Việt Nam ở, mình rất muốn về ở chưa được.
tức là ý này nói là nếu một người có điều kiện kinh tế vững mạnh thì ở đâu cũng vậy à, ở đâu là ở Dubai cũng được, đúng không? À, ở đâu mình có gọi là cái điều kiện á, nhưng mà ở đâu mình cũng kiếm được cái nhìn ở đâu mình cũng có cơ hội mình làm á, tại vì mình đã có business, mình có thể là kết nối giữa nhiều thứ lại với nhau nó rất là dễ, đúng không? Tại vì thật ra là cái business nó mang tới cho mình một cái gì, cái connection, có mối quan hệ. Ví dụ như người này người ta cũng đang có một cái suy nghĩ là người ta đang cần cái này, cái kia người ta đang cần cái kia, cái mình chỉ cần là mình làm sao để có một cái gì đó, một cái cầu nối để mình kết nối lại là nó ra một cái business đó rồi đó, đúng không? Thì nó rất là, nói chung là nó hơi cập biển. Thật ra là cũng có những cái người bạn, mình có người bạn chị của anh giám đốc ST á, là đi du học Star from Fresh, okay. Yeah. Nhưng mà tức là quay về Việt Nam thì làm việc rất là thành công, là hai bàn tay trắng á. Ừ. Không, cũng có những trường hợp biết là có bàn tay trắng hay không, nhưng mà bây giờ rất là Vinolo. Nhưng mà hơi riêng tư trước là không biết gia đình đó có cốt cán không? Đó. Ok. Không cần. Nếu mà tức là tài quen rất là nhiều bạn. Trong nãy giờ mới nói tôi đi mà sao mà nói tôi thật. Tôi đi. Tôi đi. Rất là nhiều bạn. Giấu cũng lại lòi ra. Tôi đi quen rất là nhiều bạn. Và tôi đi du học về, gia đình thì cũng tối thôi. Nó không phải là như thế nào. Nhưng mà cũng rất là thành công trong những cái lĩnh vực mà họ làm. Regional manager, country manager. Yeah. Anh đang đâu? Nói chung là ở Việt Nam muốn có cơ hội thì có cơ hội thôi. Nếu mà họ thấy họ muốn tìm cái cơ hội, cái đó là thực tế. Cái như dạng như Đen là khá nhiều nè. Đen là second generation, là thế hệ thứ hai. Của gia đình tị nạn chính trị hồi xưa. Nhìn mình không nói chuyện chính trị, nhưng mà bây giờ đó cuộc sống Việt Nam đang tân tiến và mình muốn phát triển, đang là làm bên business bên Việt Nam, bên Mỹ á, cơ sở nó cũng có đầy đủ hết trơn rồi, không có khá nhiều khó, nhưng mà cũng có thể ở 6 tháng Việt Nam hoặc là 6 tháng Mỹ có thể làm được. Bây giờ là mấy năm nay rồi, năm nay Đen đã nhìn đứng xung quanh ở ngoài, nhìn vào Việt Nam, không phải là không muốn làm, nhưng mà rất là e dè là luật chơi Việt Nam nó khác. Nhưng mà muốn làm business á, mình hiểu á, muốn làm business á, là luật chơi phải muốn lớn á, thì mà muốn giống như Tây Phương, nhưng mà tại vì Việt Nam nó chơi nó khác chút xíu, phải có sự quan hệ rất là chặt chẽ, rồi mình không biết đường hướng, nhưng muốn về nhưng mà về không có được. Như bạn Dan và một số bạn cũng rất là muốn về, bắt đầu lập nghiệp hay là một cái gì hết, đa số là về theo kiểu cái phương cách mà mở nhà hàng là nhiều. Thì mấy người đó thì mình thấy là thất bại, rất thất bại, nhiều thất bại lắm, ít cái người nào thành công. Bởi vậy cái một người mà kỹ không phải kỹ tính mà như là e dè là không có muốn về, không phải là họ bỏ luôn cái ý tưởng đó luôn, là nên về Việt Nam lập nghiệp ha, về Việt Nam phát triển, người ta bỏ luôn ý tưởng. Tại vì như nãy mình nói chuyện á, là lúc mà thứ nhất là gia đình không thích, gia đình không có thích về Việt Nam. Cái ở mà lúc mà mình bước về Việt Nam, bắt đầu mình để mình coi thị trường, như là cái chuyến đi này là Dan và Thắng là để về Việt Nam coi thị trường có gì cho mình có thể phát triển được không. Thì có một số gia đình thành viên hay những người không có thích mình muốn mình về, tại vì mình sợ là
đụng chạm người này người kia lúc mà về Việt Nam, lỡ có chuyện gì mất trắng, và luật luật pháp chưa rõ ràng, lỡ chuyện gì mình thưa là bị mất hết tài đồng nào mình không có kia. Tại vì có cái khái niệm không biết đúng hay sai, cái này chỉ nghe nói thôi, đây cũng chưa làm ăn bên bên Việt Nam nhiều biết, là tại vì mình là Việt kiều hay gì đó, chỉ lỡ chuyện gì xảy ra luật pháp không có bên mình bằng người trong nước, chuyện nhỏ thôi. Tuy nhiên những là người làm business lớn hơn nữa thì nó có lực của WTO nó lo rồi, đúng không? Còn nếu mà một doanh nghiệp nhỏ nhỏ đó mà ở trong kia thì lỡ chuyện xảy ra thì không. Bây giờ Việt Nam cho giữ hai quốc tịch, Việt Nam cho giữ hai quốc tịch, cho nên anh hoàn toàn có thể giữ cả quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam, dùng hai bắt bo luôn. Thì cái chuyện đó có thể giải quyết được. Cái đó anh không biết mà cũng không muốn, cũng như là bây giờ mà mở như Việt Nam về đúng không, mình không có dám bán đồ với Việt Nam, mình không sợ, không biết mở doanh nghiệp mình theo kiểu mình làm đây đâu, ra mình ngược lại mình lại muốn đặt hàng từ đây bán ngược cái đường về nước ngoài, tại nó chỉ nó an toàn hơn, tại vì lúc mà mình là khách hàng mua á thì dễ hơn á, là mình cung cấp dịch vụ, cung cấp dịch vụ đây. Tại giờ á, cái đó là một cách làm ăn, mà giờ mình không có thể nào mà mở tiệm trà cạnh tranh với trà. Cái đây là chuyện nói thật luôn, mình không dám nói tên luôn, nhưng mà mình có một thằng bạn rất đi học chung từ lớp 6, lớp 7 cho tới lớp 12 vô đại học luôn, và nó mới qua đời năm rồi, tại vì bị cancer qua rồi. Nhưng mà nó với một bạn nữa, hai thằng bạn thân về mở một tiệm trà khá nổi tiếng, anh không xin lỗi nên không nói có tên được đây, là master franchise luôn, là master là tất cả sau này những tiệm trà mà tới Việt Nam là phải qua từ nó, mở rất lớn ở Sài Gòn và làm ăn với người ở bên Việt Nam ở Sài Gòn. Mà sau khi mà tiệm trà nó phát triển lớn và bắt đầu có doanh thu rất ngon và bắt đầu phát triển chỗ khác, thì một người partner hồi xưa mà ở đây thì người kia thì nói là bây giờ tôi sẽ mua cổ phần lại anh, của anh, nếu anh không ra, anh không ra thì tôi sẽ cho anh ra, là đẩy đó, đã cho ra và tôi cũng nguyên quen biết quyền lực phải đẩy anh ra. Cái đó là lý do mà đem rất ngại, tại vì lúc mà muốn vô lấy xe đến muốn vô thị trường của đây đi, để nói là tại anh muốn vô thị trường đây, anh Hùng đi, tại ở đây rồi. Thường thường một business là vậy, muốn tới chỗ nào thì cũng người đó, tại người đó ở đó rồi. Nhưng mà lúc mà làm ăn phát triển rồi, tại quen đây, quen những người mà quyền lực đây, là nói giờ anh ra không, tôi có hợp đồng đó rõ ràng đó, nhưng mà anh không ra, tôi sẽ làm sao cho anh ra, tôi cho ông ra luôn. Cái đó là cái e dè của những người làm ăn giống như anh Thao muốn không về đây, chứ đừng nói luật, cái đó là không còn nữa rồi. Bởi vậy nên chỉ mua thôi, không được. Tại cái đó là đúng là thằng bạn mình bị luôn. Và bây giờ tiệm trà phát triển rất lớn, có thể là nó có mất cả chục triệu, cả trăm triệu có thể có. Nhưng mà nó phải nó master, mọi bạn là franchise biết bạn mà master là phải độc quyền rồi đó. Tất cả tiệm sau này mở phải bạn có doanh thu hết. Thì cái đó là nó về nó buồn, nó về nước nó mệt mệt cũng được, sống cũng phải đau thống thôi, nhưng mà nó không thể, nó không bao giờ được tới Việt Nam nữa. So cái chuyện đó là một cái về lúc mà về nói chuyện mà về mà những người đó là những người đang nghĩ là có tài, có thể mang lại cho cái sự mà phát triển giữa nước của Việt Nam. Nhưng mà những cái chuyện giống vậy á thì
cái cộng đồng mà làm ăn rất là nhỏ, nói thật nhau thì làm cho người đó e dè, nên cũng nghe cái đó thì cũng hơi e dè lúc mình kiếm muốn. Thì cái đó thì không biết chừng nào nó phải nổi được. Nhưng bây giờ mình về mình chỉ có mua hàng hóa của Việt Nam, đặt hàng hóa thì bán được cho thị trường kia thôi, chứ không dám gì mở gì điên cuồng mà theo mà bán được cho ở đây. Đó là cái nghĩa của mình, của anh, cái thế hệ của anh, đúng không? Thế hệ của Tài dễ rồi, Tài Tài gốc ở đây là... Còn thế hệ Thắng ở giữa giữa anh, không biết. Cuộc đời mình không có, đời mình không biết cái gì đâu nha. Thế hệ giữa giữa không cần làm gì, chỉ cần chơi với hai thế hệ kia. Đủ rồi. Ok, thôi chắc video này cũng dài lắm rồi đó. Thay đổi video là gì? Ba thế hệ. Ừ, nghe hay á. Ba thế hệ. Đó phải là ba thế hệ. Ba góc nhìn. Ba giai đoạn. Ba góc nhìn. Ba giai đoạn nhập cư. Ok thôi, thì tụi mình ngồi tâm sự đây vậy thôi. Nếu mà âm thanh tệ quá thì xin lỗi các cô chú bác nha. Tại vì ngồi ở đây xe bằng xe tải ồn quá. Hy vọng là trình độ của Enter cao. Để gấp kim. Lý tưởng nhà mày kể ra là mình tìm những người làm có tâm, mình cho đi những kiến thức mình biết được, không phải vì lợi nhuận. Vậy thì tại sao không có một cái sân chơi hay là một cái chỗ để mà tất cả mọi người realtor, từ investor, từ buyer đến với cái nơi đó để có thể nâng cao cái kiến thức, để có thể nhận được những kiến thức miễn phí, biết thêm, lấn sâu hơn vào bất động sản.